Không biết tại sao tôi trang bị đồ. Tại sao? Tôi biết ông có một cái kinh nghiệm hồi xưa là ông thầy ta của đa, ông cũng có dạy trong một cái khóa gọi là cái khóa mà cái người mà gọi là biểu diễn trong quán nước đó gọi là cái gì ta? Bartender gì hả? Bartender. Bartender là cách mà gọi là xay trà sữa, ôn xay gì? Ép nước. Ép đồ khô ra nước. Nó đơn giản vậy đi cho dễ hiểu. Ừ. Ép một đồ khô ra nước. À, không biết sao, tại vì vợ tôi nó bán nước mà nó có bị người ta khách nổi ý kiến nè. Ủa tại sao mà cái nước rau má, không biết nước rau má không? Biết. Tại sao là những cái chỗ người ta xay xong cái nước rau má rất là xanh? Mà sao tại chỗ vợ tôi bán tại sao nước rau má nó bầm đen đen kỳ vậy? Tại mình bán thực tế. Ủa nhưng kia nó phải pha màu hả? Ai biết được. Không, ông biết không, chỉ dùm cái chứ gọi xay cho. À để em chia sẻ đơn giản thôi. À. Anh muốn rau má anh xay á nó luôn xanh thì anh xay anh cho mấy cục đá vô. Đá uống á. Đá uống không phải đá trẻ đâu. Đập mấy cục đá vô hả? Đúng rồi, xay chung là nước nào cũng xanh, không tin anh xay thử anh để hồi nó vẫn xanh bình thường à. Thiệt luôn. Thiệt luôn hả? Thiệt. Đó là thử tôi mới đem đây nè. Anh cứ test thử đi. Cái này cũng là một cách để chị em nội trợ có một cái chiêu nữa. Để mọi người ép rau hay xay nước ép á, mọi người có thể dùng cách này để giúp cho rau mọi người luôn có giữ được cái độ xanh. Chứ ba cái dòng nước ép mọi người để lâu nó sẽ thâm màu theo cái màu đó, ví dụ như cà rốt thì nó sẽ thâm đậm thêm cái mùi cà rốt. Là lượng nước là mình đã có sẵn đúng không? Đúng rồi, mà canh lượng nước có sẵn mình được rồi. Ok. Rồi còn đá là mình bỏ vô luôn hả? Cho thêm đá vô luôn. Được đúng không đó? Anh yên tâm chứ anh còn xem thử đó mà. Đá trẻ không thằng? Nên đá trẻ thì cũng được. Nó cũng đá trẻ vô có máy mới liền. À người cho thêm vô. Này là bí quyết. Bí quyết hả? Đúng rồi. Tới xay anh đổ ra một cái ly anh xem là biết gì đâu. Cái lược cái này. Anh hướng lớp trên được khỏi được. Cơ bản cho anh xem thực tế thôi. Thay nha. Ừ. Làm gì làm. Ê mà sao nó xanh dần vậy? Ừ, đây xanh cũng xanh màu lá luôn nè, xanh đẹp nữa nha mà thấy không? Sao xanh dần cái ta? Đẹp, nó không có bị ấy nè. Mà thiệt sự xanh dần à? Đó là còn có cái chiêu để giúp cho mọi người làm nước rau má là vậy đó. Tại vì nó còn dính lá đây anh thấy vậy thôi chứ nếu mà anh lược ra anh lọc cái nước ra nước nó còn xanh nữa chứ nó không có vải vậy đâu. Này tại có ấy có lá à. có dính lá đây nè mọi người biết không thế này đó. Tôi xay là tôi thấy rồi, nó kiểu là nó sẽ bầm chứ nó không có được xanh gì đâu. Con này xanh mà. Đó ok, đây cũng là một cách để chị em nội trợ không có chiêu nữa để mọi người làm nước ép sao cho nó giữ được cái màu tươi, đó là cho ít đá vô sẽ giữ được cái màu tươi cho nước ép của mọi người hoặc là nước sâu củ quả mọi người xay ra. Đây nó lạnh lạnh nè. Đúng rồi. Được. Ok, mọi người nhớ đăng ký vào chuông hẹn clip sau.